Xin chào các bạn học sinh lớp 6 Trong các tiết học trước Thầy hướng dẫn ta học về lũy thừa Với số mô tự nhiên Và sau khi có lũy thừa Thì chúng ta thấy sẽ xuất hiện những biểu thức Mà có lũy thừa Vậy thì việc thực hiện Thứ tự các phép tính Khi có lũy thừa như thế nào Chúng ta sẽ giải quyết trong bài hôm nay Chúng ta có một bài toán Rất là thú vị như này là cái biểu thức 5 cộng 3 x 2 thì bằng mấy thì ở đây tròn và vuông có hai kết quả khác nhau thì bạn thực hiện như nào bạn thứ nhất sẽ thực hiện như sau ta có nha 5 cộng với 3 nhân với 2 thì sẽ bằng này 5 cộng 3 thì bằng 8 8 x 2 và bằng 16 thì đây là cách tính của tròn tiếp theo cách tính của vuông như nào nhé Tức là bạn sẽ thực hiện là gì? 5 cộng với 3 nhân với 2 thì bằng Bạn thực hiện nhân trước này. 3 x 2 bằng 6. Vậy sẽ được 5 cộng với 6 và bằng 11. Vậy một câu hỏi được ra là trong hai bạn tròn và vuông thì bạn nào đã thực hiện đúng? Vấn đề này sẽ được giải quyết sau khi chúng ta học tiết học ngày hôm nay. Đồng sách nêu ra cho chúng ta là gì để tránh tình trạng ở trên thì ta cần có quy ước thống nhất về thứ tự thực hiện tính để biết rằng là trong hai trường hợp này thì trường hợp đúng và sau này chúng ta phải thực hiện theo đúng quy ước chúng ta được học. Thì người ta quy ước sau này, thứ nhất là đối với cái biểu thức không có dấu ngoặc thì nó phải phân loại ra, thứ nhất là nếu chỉ có phép cộng hoặc trừ hoặc là chỉ có nhân hoặc chia thì ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải ta xét một ví dụ như sau ví dụ nha thì ta Thử hiện tính như sau này ta có 10 chia cho 2 nhân với 5 vậy theo quy tắc này thì chúng ta làm gì ta thử nhận xét nha trong biểu thức này chỉ gồm có chia và nhân tức là cũng thuộc trường hợp mà chúng ta đang xét Vậy ta thực hiện từ trái qua phải Từ trái qua phải nghĩa là như nào Có nghĩa là phép tính ở bên trái sẽ được thực hiện trước Đấy Vậy ta lấy 10 chia cho 2 Được 5 Sau đó mới thực hiện đến phép nhân 5 x 5 và bằng 25 Thì có bạn chúng ta cũng thực hiện theo kiểu như sau này Chúng ta thực hiện là 10 chia cho 2 x 5 Thì bằng 10 Chia cho 25 bằng 10 Vậy bằng 10 chứ 10 và bằng 1 Thì cái này là hoàn toàn sai nhé Chúng ta cần nhớ quy ước là thực hiện từ trái sang phải Ở đây bạn đã thực hiện là từ phải sang trái Tức là bạn thực hiện cái phép bên phải trước Bên trái sau thì sai nhé Tiếp tục này Ta có là 10 Trừ đi 2 cộng với 3 Thì bằng nhiêu Cũng có bạn ta làm như sau này Ta lấy 10 trừ đi 2 cộng với 3 Sẽ bằng 10 trừ đi 2 cộng 3 bằng 5 và được kết quả là bằng 5 thì điều này cũng là sai nhớ nhá đây chỉ có trừ và cộng Đấy, chỉ có cộng và trừ hoặc trừ và cộng cũng thế thôi thì chúng ta sẽ thực hiện từ trái sang phải tức là phép tính bên trái sẽ thực hiện trước sau đó ta phải thực hiện là 10 trừ đi 2 bằng 8 sau đó mới đến phép cộng với 3 và được kết quả là 11 và chúng ta lý cho thấy nhé là chỉ có cộng trừ hoặc nhân chia nếu như lẫn cả cộng trừ và nhân chia thì chúng ta lại có quy tắc khác chúng ta cần phải lưu ý như này ngoài ra trong sách nêu chúng ta hai ví dụ nữa ví dụ như 42 trừ 30 cộng 8 thì cũng các bạn sẽ làm sai là với 30 cộng 8 bằng 38 sau đấy 42 trừ 38 thì sai nhé mà chúng ta phải thực hiện như sau này ta thực hiện phép bên trái trước trong sách nào hơi tắt ta có 42 trừ 30 thì được 12 Xong 12 cộng với 8 được là 20 thế này D là 100 chia cho 5 nhân với 2 thì bằng cái gì đầu tiên ta sẽ thực hiện phép tính bên trái trước là 100 chia 5 sẽ bằng 20 Sau đó 20 nhân 2 thì được 40 lưu ý nhé để tránh những cái sai lầm mà chúng ta thường gặp trong quá trình chúng ta làm bài quy tắc thứ hai chúng ta cần nhớ là gì nếu các phép tính có cộng trừ nhân chia lâng lũy thừa thì ta thực hiện phép tính lâng lũy thừa trước rồi đến nhân chia rồi cuối cùng là đến cộng trừ thì ta nêu ví dụ ra là 1 cộng với 2 nhân 3 bình thì sẽ bằng là 1 cộng với 2 nhân 9 tức là ta thực hiện phép lũy thừa trước này 3 bình trước bằng 9 sau đó đến đây thì chúng ta gồm cộng và nhân thì thực hiện nhân trước 2 nhân 9 bằng 18 và sẽ được là bằng 1 cộng 18 bằng 19 Thầy sẽ nêu thêm một vài ví dụ nữa nhé Để chúng ta hiểu cho kỹ hơn Ví dụ chúng ta có là 5 x 4 bình Ví dụ A đi Trừ đi 18 Chia cho 3 bình Thì chúng ta nhận xét này Trong biểu thức này gồm có phép nhân Phép chia, phép trừ Và phép lũy thừa Vậy chúng ta sẽ thực hiện lũy thừa trước Vậy ta sẽ bằng 5 này nhân với 4 bình phương bằng 4 x 4 bằng 16 trừ đi 18 chia cho 3 bình phương tức là bằng 3 x 3 vậy bằng 9 từ đây sẽ bằng bao nhiêu đến đây ta nhận xét gồm phép trừ phép nhân phép chia vậy ta sẽ thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau 5 x 16 vậy bằng 80 trừ đi 18 chia cho 2 chia 9 bằng 2. Từ đây ta được kết quả bằng 78. Đấy các chú ý nhá. Phải phân tích thật kỹ để thực hiện cho đúng. Ví dụ thứ hai. Nà. 2 nhân với 3 bình phương cộng với 20 chia cho 2 bình phương. Vậy ta nhìn vào đây nhá trong biểu thức này gồm có nhân cộng chia và lũy thừa vậy ta phải thực hiện lũy thừa trước tức là thực hiện cái phép bình phương này trước này vậy sẽ bằng 2 nhân với 3 bình phương thì bằng 9 cộng với 20 chia cho 2 bình bằng 4 và từ đây sẽ được gì? 2 x 9 bằng 18 Cộng với 20 chia 4 bằng 5 và sẽ được kết quả là bằng 23 ví dụ C 2 nhân với 2 mũ 3 cộng với 14 chia cho 2 trừ đi 3 cộng với 2 thì ta thực hiện như nào thì ta nhìn đây nhá, trong biểu thức này gồm nhân này, cộng này, chia này, trừ này, lũy thừa này. Như vậy đủ hết là cộng trừ nhân chia lân lũy thừa. Thì đầu tiên ta thực hiện lũy thừa trước. Vậy sẽ được 2 nhân với 2 mũ 3 thì sẽ bằng 2 nhân 2 nhân 2 bằng 8. Nhớ rằng các bạn không được nhầm là 2 mũ 3 bằng 6 nhé. Nhiều bạn hay nhầm là 2 mũ 3 bằng 2 nhân 3 bằng 6 là sai. Cộng với 14 chia cho 2 trừ đi 3 cộng với 2. Đến đây còn các phép tính này Cộng trừ nhân chia Vậy ta thực hiện nhân chia trước Rồi đến cộng trừ sau 2 x 8 bằng 16 14 chia 2 bằng 7 Trừ đi 3 Cộng với 2 Đến đây Thì biểu thức của mình chỉ còn phép cộng phép trừ Vậy ta thực hiện theo quy tắc từ trái sang phải Đầu tiên ta lấy 16 cộng 7 trước bằng 23 Trừ đi 3 cộng với 2 Đến đây Cũng còn phép trừ với phép cộng Ta lại thực hiện bên trái trước Bên phải sau nhé 23 3 bằng 20 Cộng với 2 Và được kết quả bằng 22 Và thì nó sẽ hướng dẫn ta một cái mẹo rất là hay Để chúng ta kiểm tra được là Chúng ta làm đúng hay không Bằng cách chúng ta sẽ ấn máy tính Trong máy tính này có đủ các phép tính mà chúng ta đã học ta sẽ ấn phần A nhé ấn như sau này 5 nhân với 4 bình 5 nhân với 4 bình phương trừ 18 chia 3 bình chia bằng kết quả 78 đây phần A chúng ta là 78 vậy đúng tiếp theo cái biểu thức thứ hai chúng ta kiểm tra nhé 2 x 3 bình 2 nhân 3 bình phương cộng với 20 chia cho 2 bình phương bằng kết quả bằng 23 Đấy, kết quả chúng ta cũng bằng 23 chúng ta thử phần C nhé 2 nhân với 2 mũ 3 qua này cộng 14 chia 2 trừ đi 3 cộng 2 bằng như vậy kết quả chúng ta trên máy bằng 22 vậy tức là chúng ta đã làm đúng đối với các biểu thức có dấu ngoặc thì sao thì ở đây người ta nêu ra này nếu chỉ có một dấu ngoặc thì ta thực hiện với tính trong ngoặc trước đương nhiên là ngoài hoặc sau rồi ví dụ ở đây có 10 cộng 5 chia cho 5 thì sẽ thực hiện trong ngoặc trước là 10 cộng 5 bằng 15 15 chia 5 được 3 phải giao nêu thêm chúng ta một ví dụ khác Ví dụ này. A à, 2 nhân với 3 bình phương trừ đi 10 chia cho 5 cộng với 2 chẳng hạn. Thì ở đây đương nhiên là có một ngoặc rồi, vậy ta sẽ thực hiện trong ngoặc trước bằng cái nào? Ở trong ngoặc ta lại nhận xét này, trong ngoặc cùng phép lũy thừa, phép trừ, phép chia. Vậy ta thực hiện lũy thừa trước. Vậy 3 bình phương bằng 9 này trừ đi 10 chia 5 ở đây chúng ta cũng có thể thực hiện 10 chia cho 5 cùng đồng thời cũng được bởi vì hai cái cái tính này nó độc lập nhau. Cộng với 2. Vậy sẽ bằng 2 nhân với 9 trừ đi 10 chia cho 5 được 2. Nhớ là trong ngoặc gồm phép trừ phép chia thì thực hiện chia trước trừ sau. Cộng với 2. Từ đây sẽ được kết quả là gì? Là 2 nhân với 9 trừ 2 bằng 7 cộng với 2. Đến đây chúng ta lại có gồm phép nhân và phép cộng. Vậy thì nhân trước cộng sau. 2 x 7 bằng 14. Cộng với 2 bằng 16. Và chúng ta sẽ dùng máy tính để kiểm tra kết quả của biểu thức này. Chúng ấn vào biểu thức nha. 2 x với mở ngoại này. 3 bình phương trừ đi 10 chia 5. Nó ngoặc cộng với 2 bằng kết quả 16. Chứng tỏ chúng ta đã làm đúng. Ta xét ví dụ thứ hai, 13 2 nhân bằng ngoặc 6 2 bình đóng ngoặc. Ở đây cũng có một ngoặc, vậy ta thực hiện trong ngoặc trước này. Như vậy phần ở ngoài sẽ giữ nguyên. Và chú ý rằng chúng ta không được lấy 13 trừ 2 11 đâu nhá. Chúng ta không thực hiện được phép trừ trước như vậy. Trong ngoặc này gồm phép trừ và lũy thừa, vậy ta thực hiện lũy thừa trước. 2 bình phương bằng 4. Đến đây, biểu thức gồm có phép trừ, phép nhân và trong ngoặc vậy ta thực hiện trong ngoặc trước 6 trừ 4 được 2 từ đây được bao nhiêu 13 ở đây gồm trừ và nhân vậy thực hiện nhân trước trừ sau 2 x 2 bằng 4 và sẽ được kết quả là bằng 9 chúng ta thử máy tính nha 13 trừ này 2 nhân mở ngoặc 6 2 bình phương đóng ngoặc bằng kết quả bằng 9 vậy chúng ta đã làm đúng đối với các biểu thức có nhiều ngoặc thì sao nếu có các dấu ngoặc này tròn này dấu ngoặc vuông này sau dấu ngoặc nhọn này thì ta thực hiện theo thứ tự là ngoặc tròn trước này xong đến ngoặc vuông này xong đến ngoặc nhọn Đấy, ta đi thực hiện như vậy nhé ta xem ví dụ này mở ngoặc nhọn 15 cộng 2 nhân máu ngọc vuông 8 trừ máu ngọc tròn 5 trừ 3 đóng ngoặc đóng ngoặc đóng ngoặc và chia cho 9 về đây ta sẽ thực hiện gì trước đây nhìn vào đây nhớ rất nhiều ngoặc đúng không ta thực hiện tròn trước này 5 trừ 3 thì còn 2 còn tất cả phần ngoài chúng ta giữ nguyên sau đến đây chúng ta thấy có còn ngọc vuông ta thực hiện ngọc vuông trước 8 trừ 2 bằng 6 tất cả giữ nguyên sau đó ta thực hiện trong ngoặc nhọn thì ngoặc nhọn gồm cộng và nhân vậy thực hiện nhân trước 2 x 6 12 và đến đây thì chỉ còn một ngoặc nhọn và phép chia thôi thì ta thực hiện trong ngoặc trước là 15 cộng 12 bằng 27 chia 9 và bằng 3 Đấy, ta sẽ xét một ví dụ khác nhé để chúng ta hiểu hơn ví dụ này quan sát biểu thức này ta thấy là gồm có ngoặc nhọn ngoặc vuông ngoặc tròn và một số phép tính đây thì chúng ta sẽ thực hiện ngoặc tròn trước đây tức là phải tính 9 chia cho 3 trong ngoặc tròn trước có nghĩa rằng tất cả những phần ở ngoài chúng ta giữ nguyên đấy ngoặc tròn là 9 chia 3 được 3 đó ngọc vuông đến đây ta thấy còn ngọc vuông và ngọc nhọn vậy thực hiện trong ngọc vuông trước vậy tất cả những phần ở ngoài chúng ta sẽ giữ nguyên trong vuông gồm phép tính gì trừ cộng nhân vậy ta phải thực hiện nhân trước cộng với 15 đến đây thì mình vẫn còn ngoặc vuông và nhọn chúng ta lại thực hiện trong ngoặc vuông trước trong vuông gồm phép tính trừ và cộng vậy theo quy ước từ ban đầu ta học đó là nếu có trừ và cộng ta sẽ thực hiện là phép từ trái sang phải Vậy ta lấy 6 trừ 5 bằng 1 cộng với 15. Chúng ta nhận xét tiếp ở đây gồm phép gì? Các phép tính và cũng vẫn có ngoặc nhọn và ngoặc vuông. Vậy ta thực hiện ngoặc vuông trước. Tất cả những phần ở ngoài chưa thực hiện đến cho tôi giữ nguyên nhé. 1 cộng 15 bằng 16. Thế đây sẽ bằng gì? 15 nhân này chúng ta thực hiện trong ngoặc nhọn trước 32 chia 16 được 2 và cuối cùng là còn 15 x 2 thì bằng 30 chúng ta hãy kiểm tra bằng máy tính để xem có đúng nhá ta có 15 này nhân này à, thế nếu chúng ta là trong máy tính nó không có ngoặc tròn hoặc không có ngoặc à, vuông hoặc nhọn nhưng chúng ta chuyển hết thành ngoặc tròn nhé nhân này 32 chia này xong lại mở ngoặc này 6 5 6 5 cộng với 5 xong nhân với mở ngoặc 9 chia 3 đóng ngoặc đóng ngoặc vuông đóng ngoặc nhọn bằng Đấy, kết quả mình bằng 30 có nghĩa là mình đã làm đúng Thế còn trong hợp nếu mình ấn vào máy tính nó không đúng thì chúng ta phải dùng cái nút này chúng ta ấn vào đây Đấy, để chúng ta kiểm tra lại trong quá trình của mình Ấn vào biểu thức đã đúng chưa Nếu đúng rồi thì mình mới khẳng định là mình làm sai Và trong sách đưa ra quyết luận Ngắn gọn cho chúng ta để chúng ta nhớ này Với các biểu thức không chứa dấu ngoặc Thì ta thực hiện lũy thừa trước Sau đó nhân chia Sau đó cộng trừ Còn với biểu thức có dấu ngoặc Thì ta thực hiện trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau Và nếu nhiều ngoặc thì ta thực hiện ngoặc tròn Rồi đến ngoặc vuông từ đến ngoặc nhọn và sẽ có yêu cầu là trong tình huống mở đầu bạn nào đúng theo các quy ước chúng ta đã được nêu ở trên ta quay lại bài toán mở đầu câu hỏi đặt ra là 5 cộng 3 nhân 2 bằng mấy thì bằng 16 hay bằng 11 thì chúng ta quan sát đây là một biểu thức rất là đơn giản rồi ta có là 5 cộng với 3 nhân với 2 thì theo quy tắc chúng ta học đây có phép cộng và nhân do đó ta thực hiện nhân trước cộng sau vậy sẽ được là 5 cộng với 3 x 2 là 6 và bằng 11 ở đây bạn đã thực hiện nhân trước cộng sau vậy là bạn vuông đã đúng bạn tròn đã sai chúng ta xét ví dụ ở trong sách giáo khoa nhé tính giá trị của biểu thức sau phần a là 8 cộng với 36 chia cho 3 nhân với 2. Vậy sẽ bằng cái gì? Thì ở đây ta nhận xét như sau này, trong biểu thức này gồm có cộng, chia và nhân. Vậy ta thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau. Trong cái cụm này cụm này thì gồm có phép chia và phép nhân. Vậy theo quy ước ta sẽ thực hiện cái gì? Theo phép tính từ trái sang phải, đúng nhé Vậy ta kiện là phép 36 chia 3 trước sẽ bằng là 12 nhân với 2. Đến đây thì còn phép cộng với nhân ta thực hiện nhân trước sẽ bằng 8 cộng với 12 nhân 2 bằng 24. Và cuối cùng là được kết quả bằng 32. Các em có thể ấn máy tính để kiểm tra kết quả. Thì ta thấy trong máy tính cũng cho kết quả 32. Vậy là mình làm chính xác. ví dụ B từ bên tính này thì chúng ta thấy này trong cái biểu thức này chúng ta gồm phép cộng này phép nhân này phép trừ này phép lũy thừa này và có ngoặc tròn này ngoặc vuông này vậy theo quy ước ta sẽ thực hiện ở ngoặc tròn trước trong ngoặc tròn lại gồm có phép nhân và phép lũy thừa vậy chúng ta sẽ thực hiện lũy thừa trước 2 mũ 3 thì bằng 8 2 x 3 bằng 2 x 2 x 2 nhé Không được nhầm là 2 3 bằng 6 đâu Còn tất cả những phần khác chúng ta giữ nguyên Tiếp theo Đến đây vẫn còn ngọt tròn và ngọt vuông Chúng ta thực hiện trong ngọt tròn trước Trong ngọt tròn hầu hết thì chính là nhân và trừ Vậy thực hiện nhân trước trừ sau 5 x 3 là 15 trừ 8 Nhân 7 Bằng Đến đây chúng ta vẫn còn ngoặc vuông, ngoặc tròn. Vậy thực hiện trong ngoặc tròn trước. 15 8. Vậy sẽ còn là 7. Đến đây chúng ta thực hiện trong ngoặc trước, ngoặc sau. Còn mỗi ngoặc vuông thôi. Trong ngoặc này gồm phép nhân và phép cộng. Vậy ta sẽ thực hiện cái gì? Thực hiện nhân trước. 2 x 7 bằng 14 Nhân với 7 Đến đây thì ta thực hiện Tiếp trong ngoặc trước ngoài ngoạc sau 14 cộng 1 bằng 15 Nhân với 7 Và chúng ta sẽ được kết quả là gì 105 Chúng ta sẽ kiểm tra bằng máy tính nhé Xem có đúng không Đến Máy tính này Mở ngoặc này 1 cộng với 2 nhân với mở ngoặc 5 nhân với 3 trừ 2 mũ 3 xuống đóng ngoặc đóng ngoặc tiếp nhân với 7 bằng 105 như vậy là kết quả làm bài của chúng ta đã đúng chưa thực hiện làm phần viết tập 1 tính giá trị của biểu thức là 25 nhân 2 mũ 3 trừ 3 bình cộng 125 thì trước khi làm bao giờ chúng ta phải nhận xét xem là biểu thức gồm những phép tính nào. Ở đây gồm phép tính này. Nhân này, trừ này, cộng này và lũy thừa. Theo quy tắc ta thực hiện lũy thừa trước. 2 mũ 3 là bằng 2 x 2 x 2, -2 vậy bằng 8. Trừ đi 3 bình bằng 3 x 3 bằng 9. Cộng với 125. Bằng. Đến đây gồm phép nhân trừ cộng. Vậy thực hiện nhân trước. 25 x 8 bằng 200 trừ đi 9 cộng với 125. Đến đây chúng ta gồm phép tính gì đây? Gồm phép tính là trừ và cộng. Vậy ta thực hiện từ trái qua phải. Thực hiện phép trừ trước bằng 200 trừ 9 thì bằng 191 cộng với 125. Và kết quả cuối cùng sẽ được là 300. 16 ta sẽ kiểm tra bằng máy tính 25 nhân với 2 mũ 3 trừ đi 3 bình phương cộng 125 bằng 316 vậy kết quả chúng ta làm đã chính xác phần B nhân xếp biểu thức này gồm các tính nhân cộng lũy thừa và có ngoặc vậy ta sẽ thực hiện là trong ngoặc trước trong ngoặc là 2 cộng 3 bằng 5 đến đây sẽ gồm phép tính gì nhân cộng và lũy thừa vậy ta thực hiện phép lũy thừa trước 3 bình phương thì bằng 9 cộng với 5 nhân 5 biểu thức lúc này sẽ gồm các phép nhân và cộng ta thực hiện nhân trước 2 x 9 là 18 cộng với 5 x 5 là 25 và kết quả cuối cùng là bằng 43 chúng ta sẽ kiểm tra một lần bằng máy tính nhé khi làm xong chúng ta luôn luôn phải có việc kiểm tra máy tính như vậy kết quả chúng ta bằng 43 là hoàn toàn chính xác chúng ta sẽ làm bài toán vận dụng để nó sẽ hoa một người đi xe đạp trong 5 giờ trong 3 giờ đầu người đó đi vận tốc 14 km giờ Chúng ta thử viết ra để phân tích nhé này. Giả sử người đó đi từ A đến B chẳng hạn Thì trong 3 giờ đầu này Người đó đi vận tốc là 14 km trên giờ Và trong thời gian là 3 giờ Giả sử đi được con đường là Đến vị trí C chẳng hạn 2 giờ sau Tức là 2 giờ sau người đó đi vận tốc 9 km giờ yêu cầu là tính quãng đường người đó được trong 3 giờ đầu và 2 giờ sau thế thì chúng ta phải dựa vào cái công thức về toán chuyển động đều thì công thức ta gì là quãng đường thì bằng vận tốc nhân với thời gian do đó đoạn đường đầu là quãng đường AC thì sẽ bằng là vận tốc trên đoạn AC cộng với thời gian trên đoạn AC xin nó là nhân với thời gian trên đoạn AC tương tự với cái đoạn CB và từ đó chúng ta có thể giải bài toán sau phần A này chúng ta sẽ có hai câu trả lời câu nhất là quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu sẽ bao nhiêu thì quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian tức là bằng 14 nhân với 3 và bằng 42 km tức như vậy thì quãng đường đi được trong 2 giờ sau của người đó nè Vận tốc là 9 và thời gian là 2 Vậy chúng ta có kết quả là 9 x 2 bằng 18 km Câu A chúng ta xong Câu B Nếu yêu cầu tính quãng đường người đó đi được trong 5 giờ Thì chúng ta sẽ trả lời là quãng đường đi được trong 5 giờ sẽ là bao nhiêu thì nó chính là tổng của hai cái đoạn đường nói trên sẽ bằng 42 cộng với 18 và bằng 60 km trong sách chú ý chúng ta một điều này trong một biểu thức có thể có chữ chữ để tính giá trị của biểu thức khi đó thì ta cho giá trị của chữ đấy ta sẽ thay giá trị đã cho vào biểu thức rồi tính ra trị biểu thức đã nhận được thì đây là một cái chú ý và người ta nêu ra một cái bài tập như sau phần luyện tập 2 cho cái hình chữ nhật ABCD và yêu cầu phần A là gì là lập biểu thức tính diện tích của hình chữ nhật ABCD thì ta có là gì là diện tích của hình chữ nhật được tính một công thức nào diện tích thì bằng chiều dài nhân với chiều rộng công thức này chúng ta học từ tiểu học rồi vậy chúng ta phải tìm xem chiều dài của hình chữ nhật này nó bao nhiêu chiều dài của chúng ta chính là bằng a cộng với a cộng với một a cộng với a thì bằng hai nhân a cộng với một chiều rộng của hình chữ nhật là bao nhiêu trong bài này chính là ad bằng a do đó diện tích của mình sẽ bằng là gì là 2 a cộng 1 nhân với a từ đó ta trả lời câu hỏi sau câu a này ta có diện tích hình chữ nhật ABCD sẽ nào 2A cộng 1 nhân với A Phần B là tính diện tích của hình chữ nhật khi A bằng 3cm khi A bằng 3cm thì diện tích hình chữ nhật Nào? chúng ta thay vào công thức này thôi sẽ bằng là hai nhân với 3 cộng với 1 nhân với 3 vậy sẽ bằng biểu thức này sẽ gồm cái phép tính gì đây nhân cộng nhân và có ngoặc vậy ta thực hiện trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau trong ngoặc sẽ gồm các phép tính gì đây là nhân và cộng Ta thực hiện nhân trước 2 x 3 bằng 6 Cộng với 1 Nhân với 3 Bây giờ sẽ còn Phép cộng Ngoặc và nhân Vậy thực hiện trong ngoặc trước Sẽ bằng 7 x 3 Và bằng 21 Thêm thêm mít vuông Như vậy trong tiết học ngày hôm nay thì thầy giáo giới thiệu chúng ta về thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức thì chúng ta nhớ lại yêu thầy các nội dung nhé thứ nhất là nếu biểu thức chỉ có cộng hoặc trừ hoặc là chỉ có nhân chia thì chúng ta thực hiện từ trái sang phải thứ hai nếu biểu thức có cộng trừ nhân chia và lũy thừa chúng ta thực hiện lũy thừa trước sau đó đến nhân chia sau đó đến cộng trừ với biểu thức có một ngoặc ta sẽ thực hiện trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau với biểu thức có nhiều loại ngoặc ta sẽ thực hiện ngoặc tròn trước sau đó đến ngoặc vuông rồi đến ngoặc nhọn chúng ta hãy về nhà làm các bài tập ở trong sách giáo khoa cho thầy để tiết sau thì sẽ chữa bài trong ta nếu các em thấy bài giảng hay các em hãy chia sẻ cho bạn bè của mình cùng học và nhớ đăng ký kênh để nhận được những bài giảng mới nhất của thầy xin chào và hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo